ổng sợ gần chết. Ông tưởng tướng nhà trời đốt ổng, tức cười thiệt luôn á. Con làm sao được vậy? Dạ, anh Tèo đổ dầu vào mặt cưa, tạo thành một cái dòng lửa. Sao anh Tèo biểu con á, tìm cách gì để giúp vui đi. Ta con thấy vui tội quá, nên con mới nhờ chú Giáp. Ai? Thằng Giáp hả? Dạ, chú Giáp biết vụ bò hôn là hai đứa con làm. Chú nói tôi khói hai hàng này ở nhà, ăn một bữa đã đời xong. Tụi con nhờ chú cái chú làm liền luôn. Nếu như ngươi không tin ta thì tại sao lập miếu đi thờ ta? Không lẽ có tướng nhà trời thiệt sao trời? Dạ ông ơi, dạ không phải tại con, dạ tại vì làm miếu sao con làm vậy? Y Quỳnh, sao tự nhiên ông hiện ra với con vậy? Bọn con làm gì không nên đúng không? Còn hỏi nữa hả? Ngươi là một kẻ độc ác, xấu xa, đê tiện, keo kiệt, bụng xịn, lật lọng. Dạ, dạ, sao ông biết hết trơn vậy ông? Trời ơi, ông biết hết. Bởi vì dòng ta quanh quẩn ở cái làng này, tất cả những gì mà ngươi làm ta thấy hết. Trời má ơi. Nghe đây, dạ. Từ nay ta cấm ngươi không được hà hiếp người ăn kẻ ở. Dạ. Nói năng thì phải nhỏ nhẹ, lễ phép. Dạ. Nhất là không được kiếm cớ đi mà cắt lương người làm. Dạ. Ngươi hãy nhớ đó. Dạ, trời ơi, sao tôi hợp với mấy chỗ linh thiêng dữ vậy trời? Nghe, nghe đây. Dạ, dạ con sủ nghe. Về làng loan báo, tướng nhà trời muốn diễn kiến nhà vua. Xin mời ngài về trời chơi, ít bữa mới quay lại. Dạ, tướng nhà trời hả? Phải. Nhà vua sẽ được mạnh khỏe, được đối đãi tử tế, đừng có lo. Dạ. Dạ. Mau đi. Con đi. Dạ, con đi báo liền. Dạ, dạ, dạ. Vậy là nó hiện hồn bắt cóc vua hả? Dạ, giả bộ mà mẹ. Cái khúc đó, ông chủ bị chú Giáp làm hơi quá. Lúc đó nhìn ông chủ, mắc cười gì đâu luôn á. Ờ, nhưng nó có biết con là... Dạ không đâu, chú Giáp không có biết. Chú Giáp chỉ tưởng tụi con phá chơi thôi. Tôi biết ngay mà. Không có ai vô đây hết á. Nhưng mà sau chuyện này á, mấy người đó sợ quy trời, không có dám giết vua nữa đâu. Nhưng mà thôi nghe, nhiêu đó được rồi nghe. Chuyện triều chính, con là con nít, xía vô không có được gì hết, mà nguy hiểm lắm đó. Tí à, càng nhiều người biết càng dễ lộ lắm đó. Con biết rồi, nhưng mà không có nhân nhị gì hết đó.